Chiều không hết điện. Tớ mua cái bình ắc quy, mới tớ mua cái quạt từ cái thời còn 270 cơ mà. Xong mãi về sau bọn nó mua 500 với 600, tớ mua 270. Sau anh đổi em cái điện ấy để sau còn phát mới nổ được. Không không phát mới nổ được. Em bảo ông không có nhà để hỏi. Thế xong hôm qua chiều qua không có cầu cầu nào gì? Dạ. Bây giờ á? Vâng. Đổ cái tôi điều khiển đấy là trời nồm bắt đầu nó bị cái gì vậy? Nồm nó bị. Đi lúc nào anh đi.